Chị tắm tay vui vẻ. Trẻ đẹp nữa. Nghe đâu trẻ đẹp. Rồi. Đứng lên. À, mọi người nói chúc sếp tắm tay vui vẻ nha. Ở đây đây. Chào chào ở đây. 2 3. Chúc sếp tắm tay vui vẻ. Vui vẻ trẻ đẹp. Ủa mấy nhỏ áo dài đâu rồi? Cái bánh đẹp lắm mà quay vô cái bánh có hình luôn. Nghiêng nghiêng tí. Có hình nghiêng tí, nghiêng tí. Đấy. Cái bánh khéo quá heo. À chúc cô bánh bé. Nghiêng tí nó có cái hình này. Đó, hình của chị Kim Loan luôn. Rồi, bây giờ tôi chúc lại nè, cầm tiền đi, cầm làm đông luôn đây nè, mấy đứa nhân viên lại đây nữ nè. Rồi, bây giờ nè nghe. Rồi, không mình đứng ngồi xuống rồi. Ngồi em. Đâu đứng ra đi, bé Hồng chưa ăn em. Áo dài tập trung vô kìa. Áo dài đâu? Áo dài đâu rồi? Nè. Áo dài đâu? Bữa nay nhân viên Kim Loan nè, đây là 500. Cảm ơn sếp. À 500. Rồi nữ đâu rồi? Mày nhận thương kêu qua đây coi, trời ơi, rốt coi chơi những mấy nhỏ này. Lại đây, đây, lại đây, đứng nè. Mới chút rồi. Rồi, mấy đứa đâu rồi? Đây, em lên. Rồi, nào gọi bước ra, nào gọi bước ra. Hai con ngông nó kìa, hai ngông bông tát kìa. Tặng thưởng cho nhân viên. Thiếu ai được không? Vô đi, ai nữ đâu? À, bàn sau nè. Rồi sau lưng nè. Đây nè. Nhìn cho Khoa với nè. Bận rồi. Nhớ không? Nhớ hết rồi. Hai đứa này nè, hai đứa nè, hai đứa nè. Ở đâu rồi còn nữa? Hai đứa này, hai nhỏ nè. À, hai nè, rồi chứ là em đứa đó là ba nè, là năm đứa con gái nè, rồi. Đấy đi. Còn ai nữa đâu? Ba bình tĩnh đi. Tắm coi chưa? Rồi. Kêu Khoa với là Mì đó. Mạnh nhanh đi. Nữ đâu rồi? Mát phở đâu rồi? Lấy rồi phải không? Đâu đi còn mấy đứa nữa. Đây, nhân viên đâu hết? Phụ nam đâu rồi? Phụ nam đâu? Đem lên phụ nam mấy trăm nè. Trăm mấy thôi. Bà này ơi, nó mới lần muộn vô. Nó Kim Loan đàng hoàng nha. Rồi rồi rồi, rồi Kim Loan nè. Phụ nam đâu? 200-300 nè, đem đi. Mới lần muộn rồi, chứ làm. Ê, bánh miệng. Không xử một nè. Ê Nhiêm ơi. Cái đứng đó Nhiêm ngượng thử. Đây nè. Ngồi vào đây, đứng vào đây, đứng vào đây. Nè nữ có chưa? Ngã kia có chưa ơi? Con. Lên lấy tiền. Nào đứng vào đây. Đây. Đứng hàng đi. Là nhận rồi. Đứng vào bàn đi. Nhiêm vào đó, Nhiêm vào. Còn tới với vợ nữa nè. Vào đi, vào đây. Nè. Rồi, em vào đây. Có mặt mũi lên nhận cho Kim với ốc Kim nè. Còn khỏe rồi. Chúng bên kia quá. Đây đâu có ngủ. Bọn trăm là hồi vậy đẹp hình bao nhiêu nam vậy? Cái gì? Ngủ bên kia hả? Ở đây hả? Đây là đâu có chỗ ngủ. Bốn cái nhà mà còn một cái căn cực còn ba cái hả? Nhân viên mà nhân viên mà. Giờ nó ngủ rồi đó. Tại vì ngủ sáng mai mình về sớm nữa. Mình anh về sớm. Ông lịch đâu lái đâu sớm luôn. Ông ngủ quá sớm. Giờ này ông đang ngủ. Cháu vợ ngủ đều rồi.